Tôi không có nhu cầu cái sản phẩm này và tôi không có hiểu về, không có rõ về cái sự nhu cầu của thị trường. Tôi chưa thấy một cái sản phẩm này trên cuộc đời tôi bao giờ. Linh đang phân vân là có thật sự có cái nhu cầu không? Nói thật khi Linh tắm cô Linh cũng không có trả lưng nữa. Dạ, không ngờ là nghiền á. Dạ. Cái này anh sẽ tập trung cho những người mà độc thân. Những người mà có người trợ lưng giúp thì đâu cần cái này. Dạ cũng có thể nếu mà trong gia đình mình có partner nhờ vả được. Tôi thích thì thích cái sản phẩm mà trả lưng có dùng tay nhưng mà tay của người khác. Họ là công ty lớn nhá, họ lại sản xuất đúng công nghệ của em nhá, họ lại bán rẻ hơn em nhá. Em làm sao? Em nghĩ là cái sự cạnh tranh thì lúc nào nó cũng sẽ có khi mà mình là một cái first leader trong market. Như anh thấy giống như là công ty Vinasun, họ theo chân của Uber hay là Grab để họ làm app. Cái lý do tại sao họ không có thể đẩy nhanh và đẩy tốt được như vậy bởi vì nó họ là công ty lớn và bộ máy quá cồng kềnh. Vậy em đang nhầm. Vì Uber, Grab nó quá lớn để cho Vinasun có thể cạnh tranh với họ. Còn em lại quá bé, tức là em đang nói ngược. Nhưng mà tại vì ở thị trường Việt Nam, trước khi mà Uber, Grab đến thì Vinasun là cái key player. Uber, Grab là công ty toàn cầu, thương hiệu cực lớn và họ có nguồn lực, họ lỗ hàng ngàn tỷ luôn để họ thay đổi thói quen người dùng. Đấy là cái nguồn lực mà Vinasun không thể làm. Vậy thì em có dám bán cái nệm này 5 triệu không? Chắc chắn em không có nguồn lực. TP Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhé. Offer. Cái offer của Sắc Phú.